Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hy vọng rằng có điều kỳ diệu sẽ đến với chị. Hy vọng rằng nỗi đau tinh thần, nỗi đau thể xác sẽ không còn nữa. Sẽ có điều kỳ diệu đến với chị. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Và mong rằng các con sẽ khôn lớn, phải học thật giỏi để chứng minh với mẹ mình, với tất cả mọi người về sự nỗ lực của mẹ các con. Rồi đây các con lớn lên, các con sẽ thấy được tất cả những cái điều đã diễn ra trong ngày hôm nay. Hãy nhớ một ngày các con được sống trong trọn vẹn trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Nhìn chị cười đó, Linh rất là vui luôn. Thật ra thì bệnh thận đó quý vị là một căn bệnh rất là hiểm nghèo. Mỗi ngày chị phải đi chạy thận từng giờ. Nỗi đau đó nó cứ giằng xé một người mẹ bao nhiêu năm nay. Và nỗi đau lớn nhất đó làm sao để lo cho hai cô con gái thế này. Cảm ơn chị đã đem đến tôi những cái động lực trong cuộc sống này. Cho dù cuộc sống có ra sao, cho dù trái đất có đổi thay, thì sự nỗ lực cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Vì con em chúng ta, vì hai cô công chúa xinh đẹp của mình chị nhé. Chúc mừng chị. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.